cổ chữ U, size này size M, chiều dài là 65. Đi đã. Lâu. Ngang vai là 34. Cái đường cổ này lấy 11 phân. Xuống cổ này lấy 7 phân nha. Thân trước thì thêm 2 phân, đó là 9 phân. Xuôi vai của thân sau là lấy 9 phân. Mà thân trước là phải xuống 2 phân nữa là 11. Hạ kích là 30. Ngang kích là 27. Ngang mông đó là 28. Cửa tay là 21. Kẻ thẳng ha. Móc eo vô một chút.